nữ diễn viên Sam tuyên bố đã kết hôn. Sau 4 tháng được bạn trai cầu hôn, Sam đã chính thức trở thành vợ người ta khi vừa khoe đi đăng ký kết hôn trên trang cá nhân. Trên trang cá nhân, nữ MC kiêm diễn viên Sam vừa tuyên bố đã kết hôn. Trong bức ảnh chụp cô và một người đàn ông đã được che mặt, cả hai cầm tờ đăng ký kết hôn đứng chụp ảnh cùng nhau đăng kèm dòng chữ, chính thức chốt sổ ạ. Thông tin Sam đăng ký kết hôn nhận được sự quan tâm của bạn bè, fan với rất nhiều lời chúc mừng ở phần bình luận. Nữ diễn viên Đào Độc Đắc chia sẻ, chồng cô là một doanh nhân, không làm trong ngành giải trí. Trước đó, người đẹp sinh năm 1990 từng xác nhận sẽ tổ chức đám cưới trong năm 2023 khi sắp xếp xong các dự án cá nhân. Tối ngày 10 tháng 12 năm 2022, diễn viên Sam khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý khi tung hình được bạn trai cầu hôn. Người đẹp khoe nhẫn kim cương kèm theo chia sẻ, lời nguyền hoa cưới. Nữ diễn viên 33 tuổi nói vậy bởi trước đó, khi dự đám cưới của Diệu Nhi vào tháng 10 năm 2022, cô là người bắt được hoa cưới của cô dâu Diệu Nhi. Là một trong những sao nữ giàu có của Vbiz nên yêu cầu về bạn đời của Sam khá cao. Trong chương trình Cốc Cốc Sam ơi, nữ MC khiến nhiều người choáng khi cho rằng một nửa lý tưởng của cô phải có khoảng 30 đến 40 tỷ đồng trong tài khoản. Tất nhiên tôi không phải người đòi hỏi quá nhiều, nhưng nếu là người yêu chuẩn bị cưới, tôi muốn anh có khoảng 30 đến 40 tỷ đồng, tôi nghĩ con số đó là an toàn. Khi chọn người yêu, tôi sẽ quan tâm đến việc anh ấy đối xử với tôi như thế nào, thương gia đình tôi thế nào. Còn anh ấy có gì cũng không quan trọng vì nó đâu phải của mình. Cuối cùng mấy cái đó cũng thuộc về người ta. Trước khi kết hôn, Sam từng trải qua một mối tình nhưng cả hai chia tay sau 2 năm hẹn hò. Cô quyết định dừng lại cuộc tình này vì thấy bị bạn trai lợi dụng. Sam sinh năm 1990, tên thật là Nguyễn Hà My, quê Long An. Cô là hot girl đời đầu của showbiz Việt, thành công với nhiều vai trò như diễn viên, MC, doanh nhân. Sam cũng là một trong những sao nữ thành công của Vbiz bởi sở hữu khối tài sản trị giá tới 50 tỷ đồng gồm biệt thự, xe sang, bất động sản, hàng hiệu.